do không đồng ý với các bản án hành chính sơ thẩm và phúc thẩm trong vụ án khiếu kiện quyết định hành chính nhà nước trong lĩnh vực đất đai mà người bị kiện là Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và ông chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. Ngày 9 tháng 9 năm 2019, gia đình ông Trần Văn Hạ đã có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hành chính phúc thẩm số 230 2019 HCPT ngày 8 tháng 5 năm 2019 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và bản án hành chính sơ thẩm số 02 năm 2018 HCST ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi tranh án Tòa án Nhân dân tối cao. Lý do mà gia đình ông Trần Văn Hạ đưa ra là hoàn toàn không đồng ý với nội dung bản án sơ thẩm số 02 2018 HCST của Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và bản án phúc thẩm số 230 2019 HCPT của tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Bởi lẽ việc giải quyết của tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng và tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh là không khách quan, không xem xét một cách toàn diện, đầy đủ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đưa ra những nhận định thiếu căn cứ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông. Trong đơn giải 8 trang gửi tranh án tòa án nhân dân tối cao, ông Trần Văn Hạ nêu rất rõ những lý do mà ông không đồng ý với nội dung bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã được đưa ra trong đó có 3 điểm lớn được ông nêu. Thứ nhất, gia đình ông là chủ sử dụng hợp pháp của nhà đất tại số 01 Đống Đa, theo quy định của pháp luật. Thứ hai, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 1791 quy UB ngày 14 tháng 7 năm 2005 về việc thu hồi toàn bộ nhà đất tại số 1 Đống Đa, thành phố Đà Lạt là trái quy định pháp luật về thẩm quyền, trình tự thủ tục và căn cứ ban hành. Thứ ba, việc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt ban hành quyết định số 1714 quy UBNZ ngày 9 tháng 6 năm 2016 về việc cưỡng chế thu hồi đất cũng không đảm bảo quy định của pháp luật. Từ những phân tích nêu trên, ông Trần Văn Hạ đề nghị tranh án Tòa án Nhân dân tối cao căn cứ vào điểm A, B khoản 1 điều 255 luật tố tụng hành chính 2015 xem xét lại toàn bộ hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm số 02-2018 HCST ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và bản án số 230-2019 HCPT ngày 8 tháng 5 năm 2019 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh theo thủ tục giám đốc thẩm và ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với các bản án nêu trên theo quy định pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông. Trước đó, báo điện tử tầm nhìn cũng đã có loạt phóng sự phản ánh về việc có dấu hiệu cố tình chống lệnh cấp trên phù phép để né tránh quyết định bán hóa giá nhà đất số 1 Đống Đa, phường 3 thành phố Đà Lạt cho gia đình ông Trần Văn Hạ. Từ đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt lại ra các quyết định thu hồi đất và quyết định cưỡng chế thu hồi đất có nhiều dấu hiệu mập mờ, không rõ ràng.